Các bạn sẽ giới thiệu các bạn đây là cái cây sung Mỹ nhà mình này. Các bạn nhìn thấy quả không? Đây là quả nó các bạn nhé. Đây, quả nó mọc cứ mỗi một kẽ lá là một quả nhé. Sung Mỹ nó không mọc thành từng chùm như sung mình các bạn. Đó, đằng sau cũng là một cây sung Mỹ. Quả thì nó màu xanh như này. Khi chín thì nó sẽ bắt đầu tím tím đi các bạn ạ. Đây, mình nhìn thấy quả chín khá to đây. Sẽ vặt thử nhé. Đây là quả sung Mỹ này. Đây các bạn ơi, sẽ ăn thử xem nó như thế nào các bạn. To chứ. Chết rồi, hình như mình nhầm. Nhầm đây là gì? Là nó chưa chín hay sao ấy. Thực ra thì mình cũng chưa được ăn sung Mỹ. Nhà mới trồng thử thôi, nên mình sẽ thử xem nó như nào nhé. Này các bạn. Wow, có vẻ như nó còn xanh các bạn. Trong ruột nó màu hồng. Quả này ưng rồi các bạn, ăn nó hơi ngọt ngọt. Cũng nói chung là vị nó cũng dễ chịu các bạn. Đây. Ăn nó như hồng hồng này, nó sẽ hơi sạn sạn. Còn vị cùi nó ngọt các bạn. Được. Khá được vị. Cá nhân mình thì mình thích vị ở cái cùi nó hơn. Cùi nó ngọt. Còn á, cái hạt của nó thì chua chua các bạn. Bạn nhớ. Khá ngon. Giống quả gì? Vị nó hơi chua chua giống quả đào các bạn. Ừ. Quả hồng đào. Rồi. Nào thích giống này có thể comment dưới nhé, mình sẽ tặng một khúc.